nhẹ công tắc lên một cái nhá, không tác động đến ga, hất nhẹ công tắc lên, giật này, tầm 3-4 cái nó sẽ nổ. Thì thầm mùa xuân. Mình dìu dìu máy mới, mình dìu dìu cho nó nóng máy lên một chút nha mọi người. Đúng kiểu như mấy đang đóng hàng và mình sẽ thử đập cái hộp xem con máy này của anh khách ok không nha anh em nhá. Hiện tại thì anh khách là anh mua con 210 này và lấy thêm khá là nhiều đồ. Thì 210 thì cái ưu điểm của nó mọi người biết là gì không? Ưu điểm của nó là nó giật nhẹ hơn 250, giá thành rẻ hơn 250. Mạnh hơn 180 một chút. Mạnh hơn 180. Và phụ tùng thì nó giống 250 mọi người nhá. Mình giới thiệu sơ qua cho mọi người. Ui chà, này mọi người thấy không? Máy để trong thùng mà nó có phấn này, phấn bụi do cái thùng xốp này mọi người. Đó, mọi người thấy không? Phấn bụi này. Rồi, 210 bây giờ mình sẽ đổ xăng luôn. Đây mọi người. Máy chưa có một tí xăng tí nhớt nào. Đó, thì mình sẽ đổ xăng trực tiếp vào đây xem khởi động lên như thế nào nhá, xem giật nó có nhẹ hay không. Thì tất nhiên là 210 thì cái dàn hơi nó sẽ nhẹ hơn 250 và được cái là nó đấy mọi người. Đây mình đổ xăng vào đây. Phụ tùng nó giống 250 này rất là dễ, sau này cũng dễ sửa chữa nữa. Ơi, anh chị em nào mà muốn nhu cầu sử dụng gia đình hoặc là đi cắt cây trong vườn, cắt tỉa, nói chung là so với lại những cái dòng máy bãi bãi mình thế này nhá, mình ước tính cho mọi người thế này. Như con này nó là 35cc, piston của nó là 40mm. Thì nó tương đương với một con Sindaiwa 350 này. Và những cái dòng Echo 35. Thì hiện tại con Estin 210 này nó được cái như thế nào mọi người biết không? Nó sẽ dễ phụ tùng hơn. Trước kia mình bán dòng máy bãi rất là nhiều, nhưng mà sau này thì do là cái phụ tùng mình phụ thuộc quá nhiều và cái rủi ro khi mà mình bán hàng đó mình đọng lại rất là nhiều mọi người. Mình đọng lại vốn lại rất là nhiều, phụ tùng lại rất là nhiều, tại vì mình bán là mình sẽ phải có phụ tùng để thay cho anh em. Tránh cái tình trạng là anh em mua máy bên mình mà không có phụ tùng. Đó là cái điều đầu tiên. Thực sự ngày xưa mình bán máy thì không bao giờ để anh em thiệt thòi với cái vấn đề phụ tùng. Lúc nào anh em cần phụ tùng gì mình cũng có hết. Cho tới bây giờ mình vẫn còn đọng lại phụ tùng luôn mọi người. Tới mấy trăm triệu tiền phụ tùng và hàng hóa những cái máy cũ của hàng bãi đấy. Nên là thực sự ra là mình cũng thấy cảm thấy nó rất là mệt mỏi luôn. Khi mà máy cũ thì cái rủi ro hư hỏng ống xăng này, rồi núm bơm này, rồi ống thông hơi này, bơm nhớt này, nó rất là nhiều. Nên là mình cảm thấy mình không có tự tin lắm để bán những cái dòng máy bãi nữa. Nhưng mà những cái con máy bãi mà hàng đẹp, hàng đẹp, hàng hệ mọi người nhé, có phụ tùng mới bây giờ thì mình sẽ bán. Còn những cái con mà không có phụ tùng mới nữa thì thực sự là mình cũng không có dám bán nữa. Vì nó mệt mỏi, đau đầu quá, nhức đầu quá. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người, đây là một con Estin 210. Phụ tùng của nó thì mới miên man bao la bát ngát luôn mọi người. Đó, mọi người dùng ví dụ như tầm 3 năm, 5 năm có nhu cầu bán lại thì bên Toàn vẫn mua lại cho mọi người. Anh em nào mà đang dùng 210 muốn bán lại hay là muốn thanh lý như thế nào đó thì cứ liên hệ với bên Toàn sẽ thu mua lại cho anh em nhé. Đó, thì mình mua của người chán bán cho người thích. Đấy. Và con máy cũ thì bán theo cái giá trị của máy cũ, không thể nào mà bán con máy cũ theo cái giá trị của con máy mới được. Đó. Và cũng không thể nào mà làm từ con máy cũ mà trở thành một con máy mới được nha mọi người nhé. Đó. Bên mình thì rã máy mới ra làm phụ tùng rất là nhiều. Anh chị em nào cần phụ tùng gì của 210, 250, 230 đó là cứ liên hệ mình là có hết nha mọi người nhé. Đó, mình có hết. Đó, và sửa chữa bên mình cũng bao luôn mọi người. Bao sửa chữa luôn cho mọi người. Rất là nhanh, rất là dễ thôi. Ví dụ như một con máy này sửa chữa thì mình chỉ làm trong vòng tầm 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ là xong hết, từ trong ra ngoài, từ
nói chung là tầm cỡ một tiếng rưỡi thôi là xong sẽ sạch sẽ rồi. Đó, sạch sẽ lấy tay lấy áo trắng lau nó còn không bẩn được nữa cơ. Đó. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ nổ máy nhá, không nói dài dòng nữa nha mọi người nhá. Đây, mình bóp ga vào đẩy công tắc xuống là đóng gió, đóng le đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ giật máy nhá. Mình sẽ kê xuống dưới này. Rồi mọi người thông cảm nhá. Mình kê xuống dưới này một chút xíu. Lấy cái miếng lót. Lấy cái miếng lót vào đây. Lấy cái miếng lót này cho nó êm. Ơi. Mình sẽ lấy chân mình giữ cái cố định cái máy này lại như thế này. Đó, nhìn nó hơi thô nhưng mà nó thật và nó rất là hữu ích cho mọi người nhé. 1, 2, 3, 4, 5, đó, 6 cái lên xăng rồi. Hất nhẹ công tắc lên một cái nhé, không tác động đến ga, hất nhẹ công tắc lên, giật này. Tầm 3, 4 cái nó sẽ nổ. Thì thầm mùa xuân. Mình dìu dìu máy mới, mình dìu dìu cho nó nóng máy lên một chút nha mọi người. Đúng kiểu như mấy anh người Nhật á, anh đua xe mô tô mà hai thì mọi người lúc đầu vào là rồi tăng ga dần lên, cái bước ga nó dài dần lên. Đâm sâu thêm tí nữa, ga sâu thêm nữa. Thế sau cái lúc cuối này mọi người. Cái lúc chuẩn bị chạy nè. Ra là chạy thôi. Đó, cái kiểu mấy anh Nhật anh đua xe mô tô mà hai thì ấy. Đó, phân khối lớn hai thì là anh ra anh nẹt ga kiểu đó. Xe nào cũng vậy và người ai cũng vậy nha mọi người. Mấy ông kỹ sư đua xe ra ông nhấp ga en xong bắt đầu en. Thế sau đó en. Rồi ok nha mọi người, 210 đập hộp luôn. Con máy này số series là 290 352 290. Rồi ok, một em 210 quá là vip luôn mọi người. Đấy, nhẹ nhàng giật nhẹ lắm ơi, nhẹ giật đó, cài ga vào là cái đó, hất nhẹ lên cài ga. Dòng này anh chị em mà xài gia đình xài 5 năm nó không hư nữa mọi người. Xài 5 năm không hư nữa. Đồ phụ tùng mới, tất cả mọi thứ mới thì yên tâm sử dụng và phụ tùng sau này nó cũng dễ lắm. Đó cứ đó, mọi người cứ yên tâm sử dụng luôn. Giá thành thì nó quá là hợp lý luôn mọi người. Lam thì bây giờ là lam xích nó rất là nhiều, chuông này riêng cái phần chuông đồng tiền này à, chuông trái khế này nha mọi người. Chuông này mọi người sợ nó mòn đúng không? Sợ nó mòn thì liên hệ với mình. Mình bán thanh lý cho mọi người. Nếu lấy 5 cái thì cứ 50 ngàn một cái. Đó. 10 cái cũng có 50 ngàn một cái. Nhưng mà nếu mua một cái thì giá sẽ nó cao hơn nha. Đó, mất công đóng hàng lắm mọi người. Mình anh chị em dùng máy họ nâng cấp lên thì mình thu lại thì mình tính cái đó 50 ngàn thì mình cũng tính lại cho anh chị em 50 ngàn thôi. Chứ không phải ấy nhá. Chứ không phải lấy cao hơn cái giá mình thu vào đâu. Tại vì mình bán thanh lý đi. Đó. Rồi, ok. Đây là một con 210 và mình anh khách đã quyết định là nâng cấp lên sử dụng một cái lam Latin nhưng vẫn sử dụng cái xích nhỏ, vẫn sử dụng chuông trái khế, xích zin
chuông zin và lam thì sử dụng lam Latin cho nó êm và nó thực sự là nó ít bị tụt xích hơn. Cái đánh giá của anh em là khi dùng lam nhông, nếu như mà anh em kiểu như là gì nhỉ, cắt bằng đầu lam nhiều á thì mà không có biết cách tăng xích thì nó hay tụt xích. Nhưng còn anh em nào mà dùng chuyên nghiệp rồi mà leo lên cây á thì anh em lại thích dùng lam nhông đó. Nhưng mà đây thì anh thích dùng lam Latin thì mình đổi sang cho anh luôn, không phải bù thêm tiền nhé. Rồi ok anh em nhé. Anh ấy lấy thêm cái gì nhỉ, lấy thêm hai lòng nhớt của Estin luôn này, nó rất là chịu chơi luôn. Lấy thêm dây giật này, dây giật đây mọi người, đây cái dây giật này của mình nó chất lượng hơn cả cái dây zin theo máy luôn nha mọi người nhé. Đây mọi người thấy nó giống không, giống không ạ, nhưng mà nó chất lượng hơn nhé. Cái dây này thì nó mềm, còn cái dây của mình á là nó bện, nó không có bị tưa đó. Dây này cực kỳ chất lượng, nó dây Đài Loan đấy mọi người nhé, dây là Đài Loan, dây tốt đấy. Đó mình làm thay cho máy cưa máy cắt cỏ cho anh em thì mình cũng dùng toàn bộ là dây tốt này thôi, chứ còn những cái loại dây mà kém kia mình thực sự là nó nhanh đứt quá, thành nó tội người ta làm thay cho người ta những cái con máy mà nó khó giật đấy mọi người, những cái con máy mà nó khó nổ thì giật một thời gian nó tưa hết dây. Thì đây mình bán cũng vậy, mình thay cũng vậy, những cái dây zin như thế này thì nó nhỏ mềm, còn những cái dây mình làm đây thì nó cứng hơn, mà nó chắc hơn rất là nhiều, chắc có khi còn chắc gấp đôi, nó gấp ba cái lần cái dây zin luôn đấy. Rồi đây anh ấy lấy thêm ba cái rũa, thêm một sợi xích, buji quá chứ em ơi, trong hồ sinh luôn à. Rồi ok, tặng thêm cho anh một cái buji để rô đai máy nhá. Còn rô đai máy như thế nào thì anh về anh có thể là xem lại những cái video của Toàn đã quay ngày hôm qua ngày hôm kia đó. Rô đai lại, rô đai máy. Ở đây là những cái hàng mình đang đóng đi mọi người, đang đóng hàng đi. Rồi cảm ơn anh, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nhé. Ngày mai mình sẽ có nhiều cái video khác. Hẹn anh em chị em ở những cái video của ngày mai nhé.